mới đi được 18.000 km nên là tình trạng xe rất là mới. Nội thất của xe vẫn còn mới nguyên các bạn ạ. Động cơ thì vẫn là mới nguyên và bên mình đảm bảo rằng là xe không có đâm đụng thủy kích ngập nước. Hiện tại thì nội thất đang theo xe nhá các bạn. 4 lốp thì chúng ta chưa phải sử dụng lốp dự phòng mà vẫn là rô lốp cũ của đi theo xe. Xe thì trang bị ghế da, phanh tay điện tử, gảy số vô lăng tích hợp, đề nổ start stop, cam lùi, có màn hình, điều hòa thì auto. Nên là xe rất là mới các bạn ạ. Và chúng ta hãy trải nghiệm thử đi một đoạn đường với con xe này như thế nào nhé các bạn nhé. Xin mời các bạn đồng hành cùng với mình.